Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Bữa giờ mình chiến đấu các thứ khá là nhiều luôn, thế nên là cái set giáp Netherite của mình hiện tại nó đã hư khá là nhiều rồi. Thế nên là trong ngày hôm nay mình dự tính là sẽ đi tìm một ngôi làng nào đó, rồi sau đấy dắt dân làng về nhà để dạy dân làng cái nghề thủ thư và kiếm cái dòng sửa chữa. Mà làng thì mình nhớ hình như là gần nhà mình có làng. Khoan, để mình đi xuống dưới này cái đã. Theo trí nhớ của mình là gần đây thôi, sẽ có một cái ngôi làng, nhưng mà hình như là làng bộ hoang hay sao ấy, chứ không phải là một cái ngôi làng bình thường. Ồ kìa, ngay trước mặt mình luôn. Ý, kia là ai vậy? Ồ, trong ngôi làng bộ hoang này còn có Himeno. Ồ, được quá ta. Ui, mình nghe tiếng đùn đùn ở đâu vậy? Quay quay từ từ để mình làm bạn với Himeno. Ủi được rồi nè, làm đồng đội với Himeno được rồi. Ôi, mình đã có đồng đội mới. Tấn công nào Himeno. Wow, Himeno sử dụng sức mạnh từ một cái loài quỷ cơ. Quỷ mà Himeno ký ức đó chính là quỷ hồn ma. Lúc nãy Himeno tấn công ra những cái bàn tay ma, ghê thiệt chứ. Nhưng mà bị thương rồi nè, chữa thương lại. Ủa nhưng mà sao mình chưa thấy zombie dân làng nào xuất hiện vậy ta? Ủa lạ vậy. Thường thường vô làng tầm này là zombie dân làng sẽ tràn ra rồi, nhưng mà nãy giờ mình chưa thấy zombie dân làng nào hết, kỳ lạ thiệt. Tá vàng cường hóa luôn, cả đống ngọc lục bảo trong này nữa nè, bỏ túi. Này thì đánh lén. Mình có đồng đội mới bảo vệ nữa rồi. Kế hoạch lập ra một cái tổ đội harem đi săn quỷ của mình sắp đạt được rồi. Ồ, nhưng mà thiệt sự luôn là cái làng này không còn một bóng dáng của tay ma dân làng nữa hết. Tiếc gì cả. Vậy là phải tìm một ngôi làng khác rồi. Ok, được. Bữa nay thì mình đã để cho Power nè, cũng như là cô Benny ở nhà rồi, nên Himeno sẽ là một cái đồng đội đắc lực của mình á. Đi thôi, đi thôi. Hướng này có vẻ là mình chưa khám phá kỹ cho lắm. À, lần trước mình nhớ là mình còn đi ngang một cái ngôi làng phù thủy á. Mấy mụ ta chọi thuốc độc nè, thuốc làm chậm, thuốc yếu, rồi đủ thứ thuốc khác vô người mình. Mình vẫn còn nhớ cái mối thù này. Bữa nay mình sẽ qua đó để trả thù cùng với Himeno với cả là Power mới đi. Dọc đường còn có thêm đồng đội nữa, bá cháy thiệt. Rồi, phía này là cái trung tâm của cái ngôi làng phù thủy cơ. Tiếc quá, mình không có mang theo trái tim của quỷ bơm. Mình mà có mang theo trái tim của quỷ bơm á, mình biến hình thành dạng chọi bơm cực mạnh, mình chọi qua đó là kiểu gì cái làng này cũng banh chành cho mình xem. Mới hả dạ mình, á, vẫn còn mụ phù thủy ở đây. Biến hình cái đã. Cày thế nhờ. Chưa kịp thể hiện gì nữa, văn game rồi. Quê thiệt sự. Rồi, ủa, phía đằng này mình thấy có chỗ của Race. Và Race là quỷ bơm á, nên là mình đừng có kiểu như bất cẩn nha. Đừng để cái sự dễ thương này đánh lừa. Đây mình mở ra thử. Mở cửa ra. Đó, thấy nhỏ nhỏ vậy thôi nè, mùi máu thôi. Ồ. Nhưng mà thứ dữ đó. Ôi đừng nhá. Ui hú hồn, mình tưởng đâu Power lấy cái búa này đập vô. Race là mệt đấy. Mà nguy hiểm vậy thì chắc mình nên bắt đi. Ui mình không bắt thả nhốt vô trong này được hả? Ui không xong rồi. Ê, cái gì? What? Phù thủy dắt nguyên đàn Reaper ra để săn mình kìa. Đây mới là dịp để mình và đồng đội mới của mình hợp sức với nhau chiến đấu nào. Tấn công. Quỷ diệt bọn chúng nào. Siêu máy cưa. Đồng đội mới của mình thì sử dụng sức mạnh từ kiểu như là khế ước với quỷ ma. Nên là tấn công cũng khá là mạnh cả. Chốc lát thôi. Mình và đồng đội đã xử tan tành cái đội quân phù thủy rồi.
Quá là mạnh luôn. Từ từ rồi mình đã làm quen với sức mạnh của Chainsaw Man rồi. Ê, ê, chưa chưa. Oh. Ui, tí nữa Power với cả là Himeno đã kiểu như bị phù thủy chọi thuốc cho đi đái rồi. Trời ơi, đồ chơi của mụ phù thủy mạnh quá. Ui, nhưng mà để ý gần đây coi Ray có còn đây không nhỉ. Nào, quỷ bơm đi rồi, quỷ bơm đi rồi. Ý, đâu? Còn đứng đây nè. Có nên cài khẽ không? Nhưng mà không được. Mình con trai con nứa mà đánh con gái là không được đâu. Đó là điều không nên nha. Phụ nữ là để yêu thương, không được kiểu tác động vật lý như vậy. Ê, như vậy? Ui, tưởng đâu mấy con nhện này hiền dữ vậy. Về nó dừng lại, nó nghỉ mệt hay sao á. Tiếp tục, bật chế độ chiến đấu đâu. Càng quét thôi. Tiếp tục là phù thủy. Trong làng còn nhiều lắm hay sao á. Cái làng phù thủy này bự lắm. Mình đoán là trong làng chắc còn mấy chục mụ phù thủy ẩn trọng đang đợi mình vô á. Mình tin chắc là như vậy. Nè 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 nè. Ăn con. Lên nào. Himeno với cả là Power. Mấy con zombie vô đây là mình xúc nó luôn. Ê, nhưng mà khoan. Hình như mình còn ít phần trăm máu á. Mình còn có 10% thôi. Chắc phải chạy ra để dưỡng sức lại cái đó. Hơi đuối. Mình vẫn chưa có tìm được cách để khắc phục cái tình trạng đuối sức này. Chainsaw Man thằng Real thì có khả năng kiểu như là ăn những con quỷ khác để hồi phục lại lượng máu. Còn mình thì giờ chỉ mới biết kỹ năng cưa thôi. Mới biết cưa mấy con quỷ ha. Chứ chưa có biết kỹ năng ăn thịt mấy con quỷ hay là mấy con thây ma. Mình mà học được kỹ năng đó thì thôi bá cháy luôn. Chiến đấu thả ga mà không lo kiểu bị đuối sức. Come on, come on, chớp chớp. Tấn công nào. Mình đã hồi phục. Ồ, ở đây còn có quỷ đĩa nữa nè. Tới số người rồi. Tấn công nào. 3-1. Bình thường một con này là mình sơi dư sức rồi. Nhưng mà bữa nay là kiểu bèm nó hội đồng luôn. Mà cái làng này nó còn bị cháy nữa. Vừa tội. Ủa, như bị lắc hay sao vậy? Rồi cái làng này cháy thành thử ra mình lắc game rồi. Oh no. Mình cũng thấy cái xác con Ripper ở đây nè. Cái làng phù thủy này nguy hiểm quá. Mình cũng muốn là đi sâu vô cái ngôi làng đó lắm. Ok, lần này mình sẽ thử. Ôi nhưng mà đi sâu vô đây có phải là ý kiến hay không vậy? Sao mình thấy bọn chúng nó dí theo mình ghê quá. Làm lẹ, coi có cái gì giá trị không? Lấy bộ túi liền. Không, hết rồi. Đánh nhanh cút gọn. Trước khi bọn chúng ập tới đây quá đông. Có đồ gì giá trị không? Trời ơi, mấy bầu phù thủy trong đây nghèo rớt mụn tơi luôn. Ui. Ây, chết rồi, mình bị úp sọt rồi. Tấn công. Mình sẽ không chịu trận nữa. Không tấn công nào. Đội hình 3 với cái này là có 30 cái địch đó. 3-30 nè. Để xem. Sức mạnh của quý cưa có thể hiện tốt trong cái pha tổng combat lần này. Ui. Gần tiêu diệt hết rồi. Hồi nãy đa số là kiểu như là Ripper thôi. Đây nữa nè. Ồ. Xong. Ui. Quân số bên mình chỉ mất có phần nửa máu thôi. Không nhận kiểu như Himeno mạnh thiệt á. Sức mạnh từ quỷ hồng ma không thể khinh thường nha. Mình bắt đầu thích quỷ hồng ma rồi đó. Có thể cấu rỉa tầm xa hơi bị tốt luôn. Còn về cái làng đó thì thôi. Nào mình có dịp mình trở thành quỷ bơm, mình qua đây mình đánh bơm nguyên cái làng đó. Không còn tung tích của một phù thủy nào trong đó luôn ha. Bây giờ thì chắc mình sẽ ghé ra qua cái ngôi đền này. Mình thấy bên đây nó có cái ngôi đền khá là to nè. Ghé qua một cái. Ồ, nó còn có đường xuống dưới luôn. Ồ. Nhưng mà sao nhỏ vậy? Mới đi xuống lọt ngay cái chỗ có tơ nhện luôn à. Ai, còn bị con nhện cắn nữa. Đi ra chỗ khác con nhện. Đây là động bàn tơ à. Mình sẽ ít dùng cái cây kiếm của Aki một xíu. Tình huống cấp bách thả dùng thôi. Tại cây kiếm đó kiểu giống như là nhấp nháy dữ quá. Ôi. Cái xô.
cái gì đó? What? À, ở đây nó có một cái bẫy. Nè, nó có cái bẫy đá đỏ nè. Ôi, bất cẩn tí nữa là thôi xong rồi. Giấc ngủ ngàn thu ơi, ở dưới đó rồi. Còn thêm con này nó hù mình nữa. Yêu. Đây đây đây, có spawner nữa nè. Wow. Nãy giờ mình thấy hai chỗ spawner rồi đó. Nhưng mà chưa chỗ nào có rương một cách đàng hoàng cho mình hết ta. Widow ra mấy ông nhỏ này nữa. Ô, còn có trái tim quý bơm kìa. Ý. Thơm luôn, bỏ thêm trái tim quý bơm vào ba lô. Biết đâu một xíu nữa mình lại cần biến hình á. Như vậy tính ra cái công trình này chủ yếu là nó có cạm bẫy rồi các thứ. Ồ, chính xác rồi nè, mới bước xuống có bẫy nữa nè. Oh man. Nguy hiểm vậy. Còn bẫy gì nữa không? Ờ, có rương nè. Có quái luôn. Để xem coi cái rương này sẽ cho mình cái gì. À, hai viên kim cương. Ít ra phải vậy chứ. Ủa cái gì đó? What? Oh. Oh. Nó có căn phòng bí mật. Cái gì đó? Kích hoạt bơm hay sao á? Tại vì cái này cái rương 7 nên là mình cũng hơi e ngại đó nha. Nhưng mà trong đây có đồ ngon nha. Một trái tim biển cả nè. Mớ vàng. Còn phía bên này tiếp tục là vàng thôi. Và một cái quần xương. Cái quần này thì mình sẽ tăng tốc độ chạy khi mà mình trang bị trên người. Hay phết đấy. Có cả tre nữa. Sơ bộ thì ngôi đền này cũng hay. Cho mình trải nghiệm được khá là nhiều bẫy mới. Nhất là cái bẫy nhung nham nha. Mình rất là tâm đắc luôn. Tí nữa thì niệm ở bên đó rồi. Trời sáng thế nên là thôi chắc mình đi tiếp. Ê, chưa đi tiếp được. Trên đầu mình còn công trình. Một cái con thuyền bay. Đẹp vãi. Nhìn phát là muốn leo lên liền luôn á. Ố. Hay là mình lên thuyền bay mình ở thôi. Không được, mình không nên bỏ lỡ cái căn cứ của mình được. Căn cứ của mình có power. Rồi cô Penny ở nhà nữa. Không được, mình không thể bỏ hai em được. Giờ trước mắt mình sẽ ăn no rồi lấy block để trèo lên trên thôi. Nhiều khả năng trên đó lại có thêm vài con quỷ nó đợi mình đó. Block thì mình thấy lấy gỗ là nhanh nhất rồi. Mình sẽ tận dụng sức mạnh của Bochita. Này, cưa thật nhiều gỗ luôn. Sau đó đổi thành ván. Vậy là mình đã dư sức để trèo lên trên rồi. Ủa, cái con gì mới rớt xuống kìa. Mình thấy mới thấy có con nào nó rớt xuống ở phía bên kia á. Bên kia nữa kìa. Ủa, con gì ta? Hoang mang vậy. Nó rớt nhanh lắm. Mình chưa kịp nhìn nữa. Yêu. Ê, cướp dân làng. Oh no. Để mình trèo lên trên cao xíu kìa đó. Kẹo nó bắn trúng á. Trên đây bắn trúng lọt dưới là xác định luôn. Gãy chân á. Rồi mình sẽ đi xuống một cái đường mà dân làng nó sẽ cướp dân làng nó không đỡ nổi. Đó chính là đường này. Ngay trên đầu nó luôn. Rồi nhẹ nhàng chậm rãi đi xuống dưới nào. Sao mà đỡ được mấy tên cướp dân làng. Chuẩn bị tiếp chiêu ta nè. Biến hình. Tên nào chùm ở đây. Ủa. Cái này là cái khinh khí cầu. Ở trên thôi. Mình cần đi xuống sâu hơn nữa cơ. Cưa luôn. Rồi. Quẩy thôi. Cơ hội để mình quẩy. Ơ nhưng mà khoan. Mình quẩy như vậy thì hư thuyền. Không được. Quẩy vừa thôi. Quẩy quá là hư thuyền hết. Ủa sao nghèo vậy? Không có chứa rương chưa nhở? Chắc cho hư cái thuyền này luôn quá. Ủa? Cái thuyền này không có tên thuyền trưởng à? Vô lý vậy. Có gỗ, đồ các thứ. Đồ thì tương tự căn cứ của bọn cướp dân làng thôi. À, còn có cái sừng nữa nè. Sừng dê. Cái này thổi không? Mình thổi được không? Mình thổi được. Cũng vui, mang về. Nghịch cũng ok á. Thêm một cái sừng nữa nè. Trời ơi, chắc là nó bẻ sừng khá là nhiều dê nên nó mới có cất ở trong đây nè. Trời, ba cái sừng liên tiếp. Quá là ngược đãi động vật luôn. Bốn cái sừng. Mèn đét ơi. Ở trong phòng. Năm cái sừng.
Thôi xong rồi, bây giờ mình thành người buôn sừng luôn rồi, chứ không phải là Chainsaw Man nữa rồi. 6 cái sừng. Ôi đừng nói là một căn phòng là một một cái sừng nha. Mình nghi lắm. Ôi đúng rồi, hơi bị ẩu rồi đó mấy tên cướp dân làng. Chắc mình phải thủ tiêu luôn cái thuyền này quá. Chơi 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 chơi. Nhiều sừng quá. Ai mua sừng không? Không biết cái sừng này có trao đổi được gì với dân làng không nhờ. Ê có cái rương kim cương nè. Hồi mới thấy cái rương chứ đồ xịn á. Ít ra cũng phải vậy. Cái rương này thì bị bể rồi. Thêm một cái sừng khác nữa. Hai cái luôn. Không thể tin được luôn á. Giờ cái ba lô của mình toàn là sừng không à. Chịu rồi. Còn đứng ở đây bắn bắn nữa. Lúc nãy mình có ghé ngang một cái ngôi nhà, nhưng mà chưa có kịp bước vào. Oh. Ê. Kìa kìa kìa, có người ở trong kìa. Có lẽ nào. Hình như đây là một cái, một cái nhà hàng hay sao á. Hình như vậy. Ồ, ló lên đây. Đây nè. Đây là Katana Man. Cái tên này sở hữu sức mạnh của quỷ Katana đấy. Ôi đây rồi. Ôi hắn biến hình rồi. Khi mà mình nhìn vô mặt hắn thì hắn sẽ biến hình, trở thành Katana Man thực sự. Rồi luôn. Trận chiến giữa Katana Man và Chainsaw Man. Vô. Giáp lá cà luôn. Ủa đâu ta? Ôi nhưng mà hình như mình phải tiêu diệt những cái bản sao của hắn trước đó. Hắn tạo ra rất là nhiều bản sao ở xung quanh cái ngôi nhà nè. Ui mấy tên này có súng. Anh bạn à, thương lượng thương lượng. Ý, ý. Đừng đừng có bắn nữa. Này này này, nó rớt súng luôn rồi nè. Còn ở đâu nữa không? Ui trên nóc còn còn một tên cầm súng. Bay lên. Lượm hắn. Này thì dám cầm súng. Còn tên nào nữa? Tên Katana Man hàng riêu hình như... Đây 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 đây. Ở dưới. Ở dưới quán nè. Giáp lá cà nào. Trận chiến giữa hai thanh niên. Trên đầu có vũ khí. Ui, thôi xong rồi, mình đánh xong là nát cái quán của hắn luôn rồi. Mình gần hết phần trăm máu rồi, cố lên. Mình sắp làm được rồi. Ê, cái gì? Ui, trời, đang đánh nhau mình bắn cộng dây xích sai chỗ. Đậy rồi. Ê. Mình đã lụm cục kẹo được cái tên Katana Man. Tên quỷ Katana. Hắn cũng ghê phết. Trên đầu hắn có một cái vũ khí, đó chính là một thanh katana cực mạnh luôn. Hắn cũng mạnh đó, nhưng mà mình rất tiếc. Với vài cái đường cưa cơ bản thì mình đã lụm cục kẹo được hắn và tịch thu được một cái khẩu súng trong số những cái tên nhân bản mà hắn tạo ra nè. Ồ, súng này bắn ngon không? Bằng. Ồ, có 3 đam vậy? Súng gì mà yếu như vậy? Bằng, bằng. Ôi, súng này bắn một lần con đường viên à. Trời ơi, súng đi để cận chiến còn ngon hơn á. Cái đam còn yếu hơn mình dùng đòn đánh thường nữa chứ. Xu thiệt. Mình bắn tên quỷ nhện nè. Bằng. Sợ chứ cưng. Chưa sợ à. Bằng. Có vẻ là phải sợ lẹ nó thôi. Biến hình. Cứ tiếp. Bữa nay mình khá là thích dùng sức mạnh của Chainsaw Man á. Cưa hơi bị đã luôn. Nhưng mà làm sao để hút máu là được nhờ. Mình bắn dây xích thì mình cũng không có hút máu là được. Vậy là phải có một cái cách nào đó trong lúc chiến đấu để mình có thể hồi phục lại cái lượng máu này chứ nhờ. Chứ như vậy thì thiệt thòi lắm luôn. Nãy giờ mình với hai cái bé đồng đội đi qua biết bao nhiêu cái thành phố rồi đó, nhưng mà vẫn chưa gặp được bất kỳ một cái ngôi làng nào khác hết. Có vẻ là ngôi làng trong đây khá là khó để tìm luôn á. Ý, lại thêm nhà của tên Katana Man nữa kìa. Có nên qua giao lưu võ thuật với hắn không? Tại vì mình thấy khá là thích khi chiến đấu với cái một cái tên cũng cỡ cỡ của mình á. Để bây giờ mình biến hình rồi mình bay qua bên đó giao lưu với hắn thôi. Với cả là biết đâu mình tiêu diệt hắn á thì mình sẽ nhặt được cái món đồ giúp mình có thể biến thành hắn thì sao. Mình sẽ sở hữu được sức mạnh của quỷ Katana luôn. Hey, nghe là thấy hơi bị đã rồi. Hey, biến hình đi.
Biến hình đi, cái tên kia. Biến hình. Ủa? Sao này hắn hiền vậy? Nay hắn không biến hình, hắn cầm súng thôi, hắn không bắn mình luôn. Ta cũng có súng á. Còn không mình lấy cái sừng này mình thổi hắn. Thổi sừng nè, ngươi sợ chưa? Ôi hắn cũng không sợ. Ta lấy súng ta bắn nè. Bằng bằng bằng. Ủa không sợ luôn à? Ôi cái tên này Katana Man hẹn pa ké rồi. Tên hồi nãy mình mới nhìn đểu ông phát thôi à. Là hắn móc kiếm ra hắn bè mình liền. Bochita. Sử hắn. Bochita cũng không thèm đánh hắn luôn. Hay là mình tác động vật lý lên hắn thôi nha. Mình bắn hắn. Bằng. Bằng bằng bằng. Ui tên này hiền như cục đất luôn. Rồi. Rén rồi chứ gì. Hay là do trời tối ta. Cũng có thể lắm. Để mình thử mình đợi trời sáng coi hắn có chịu biến hình không. Chưa thấy ai đi săn quỷ nhưng mà đợi quỷ biến hình giống như mình luôn á. Độc lạ, thợ săn quỷ thì chứ. Trời cũng sáng rồi. Sao chưa có động tĩnh gì thanh niên này hết vậy? Ui. Hắn đi luôn rồi, hắn không chịu biến hình luôn. Yêu. Vậy là công tình mình đợi hắn là coi như là đổ sông đổ biển rồi. Hồi sao mình lấy được trái tim của Katana Man ta? Đằng này hình như còn một quán khác của hắn nè. Mình không bỏ cuộc đâu. Mình cũng muốn tìm thử cái nguồn sức mạnh mới. Biến hình đi. Chiến đấu như hai người đàn ông nào. Tên kia. Biến hình. Không biến hình. Hình như chỉ có đúng một cái tên Katana Man là có cái con quỷ trong người thôi. Còn mấy tên khác thì chỉ là tên cầm súng để dọ dọ thôi hả? Chứ không có biến hình được ha. Sự hắn luôn. Ồ, như vậy là thật rồi. Ai, tiếc quá, một đối thủ mạnh nhưng mà không có dịp chiến đấu thêm một lần nữa với hắn. Bây giờ thì sẽ trở lại với cái công việc là tìm làng nè. Tới bây giờ thì mình vẫn chưa có tìm được bất kỳ một cái ngôi làng nào hết. Rồi sao lại kiếm nhân làng ta? Giáp của mình thì sắp hư tới nơi rồi. Mình không thể tự tin chiến đấu như lúc trước nữa. Thôi thì chắc đi thêm một đoạn nữa đi. Mình sẽ không bỏ cuộc sớm đâu. Biết đâu sau khi rời khỏi ngọn núi này thì mình sẽ gặp được một cái vùng đồng bằng. Và ở đó có được một cái ngôi làng thì sao? Mình phải có niềm tin. Mà trước tiên thì qua đây làm thêm tên quỷ dơi đi. Để cậy thêm cái điểm nâng cấp sức mạnh. Nãy giờ thì mình có được 7 điểm nâng cấp sức mạnh rồi. Tính thêm tên này nữa chắc là được 8 điểm á. Quỷ dơi. Where are you? Đâu rồi? Đây đây đây, quỷ dơi đây. Bè mắt. Cứ hắn thôi. Làm gỏi quỷ dơi đâu. Ôi nhưng mà hình như hắn chuyển sang chế độ lắc máy hay sao rồi. Sao không cứu hắn được vậy? Ok. À đây rồi. Cứu được rồi. Yêu. Coi coi hắn có rơi ra mảnh đạn không? Có vẻ là không có mảnh đạn rồi. Nhưng mà sao trong nhà hắn lại có chồng trọt ta? Ủa bình thường nhà quỷ chơi đâu có chồng trọt đó. À, quỷ dơi làm nhà ngay chỗ của một cái đội quân. Có súng luôn nữa. Ui mình có súng hàng riêu rồi. Ui nhưng mà súng này chưa có đạn. Hơi quê độ, ở chỗ là nó chưa có đạn thôi. Wow, trưng bày đồ các thứ đẹp vậy. Có lấy về được không? Ê ê ê. Ê no no no. Ui tí nữa là Bochita của mình đi luôn rồi. Đừng đừng đừng. Từ từ, mình phải cứu Bochita. Thôi 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 thôi. Được rồi Bochita. Ui. Bochita mình có 10 máu thôi. Mà cũng muốn tham gia chiến đấu để bảo vệ mình. Được. Mình tin tưởng Bochita, tấn công. Cưa nó đi Bochita. Đúng rồi. Wow, bữa nay Bochita tham chiến với mình luôn. Rất là hiếm khi xảy ra cái chuyện này nha. Bình thường thì Bochita chỉ giống như là giúp đỡ mình trong việc chặt cây thôi. Wow. Đúng là bạn tốt mà. Nãy bên nhau luôn. Nhưng mà bây giờ thì chắc mình cần phải nâng cấp thêm điểm kỹ năng thôi. Nãy giờ cày quá trời điểm không nâng cấp thì hơi uổng á. Này, mình sẽ nâng cấp thêm nhảy cao. Và cuối cùng là nâng cấp thêm trái tim.
À, như vậy thì điểm trái tim của mình chỉ dừng lại ở cái mức là 19 điểm thôi ha. Ok. Với lượng máu nhiều như vậy thì bây giờ mình có thể thoải mái kiểu như là sử dụng khế ước với quỷ cáo luôn. Tha hồ mà cho mình cấu rỉa tầm xa. Ủa, nhưng mà xuyên tường thì không được nha, phải đập tường ra cái. Đó, mình sẽ kêu quỷ cáo ăn thịt cái con quỷ dơi liền. Có được mảnh đạn trong kia kìa. Giải cứu thêm được một bé mèo nữa. Làng thì mình chưa có gặp, nhưng mà mình thấy một cái ngôi nhà khá đẹp, nhưng mà sao lại có ma heo ở đây ta? Ồ, sao nhiều chuyện độc lạ nhờ. Bữa nào cũng có chuyện độc lạ xuất hiện hết á. Nhưng mà kệ nó, ma heo thì mình cũng bem nó thôi. Cưa nó. Mình không có ngán bọn chúng đâu. Tấn công. Úi xôi. Sau vài cái đường cưa cơ bản thì bọn chúng đều đã bị mình xử gọn rồi. Ơi. Nhưng mà mình gần hết phần trăm rồi, nên mình nên để dành phần trăm đi. Để kẻo một hồi mình còn ít phần trăm quá mà bị nó đánh một cái nữa là đi luôn á. Vậy thì không tốt tí nào. Mình sẽ đột nhập vô trong thử. Coi coi bên trong bọn chúng sẽ là cái gì. Ủa? Còn 1%. Đó. Mình nói rồi. Tí nữa thì ngỡm rồi. Mày thế. Ôi, những lúc khó khăn như vậy mình sẽ cần sự trợ giúp của những cái bóng hồng. Ra chẳng nào. Himeno. Và Power. Tấn công. Còn mình thì đi hồi phục cái đó. Phải núp mới hồi phục được. Ui, lọt. Ui, nó không cho mình hồi phục kìa. Cây thế nhờ. Nó thi nhau đặt block để nó săn mình. Mẹ đất ơi. Không ổn rồi, đồng đội mình có vẻ cũng không giúp mình được pha này rồi. Chắc mình phải đi ra xa hơn một xíu. Khoảnh khắc này đã tới rồi. Sau khi hồi phục thì trở lại với sức mạnh của Chainsaw Man. Nãy giờ các ngươi bắt nạt ai? Dám đánh mình với cả là đồng đội của mình hả? Ui, con này là con boss. Ui, nó khá trâu nha. Ui, nó đánh Power gần đi luôn rồi kìa. Ôi, no. Để mình hồi phục lại. Ui, mày thấy mình hồi phục kịp rồi. Tiếp tục. Mình sẽ xử những cái con ở bên rìa, rồi sau đó quay lại với con boss. Yeah. Nó bị Power đập một phát văng ra xa chưa. Ui, mình còn có 9% thôi. Chạy đi hồi máu tiếp. Làm trên Zoman thì đôi lúc có mạnh thiệt đó, nhưng mà cái điểm bất lợi nhất vẫn là cái khả năng bị thiếu hụt máu như vậy. Không biết bao giờ mình mới học được cái kỹ năng kiểu như ăn những cái con thây ma để mình có thể hồi phục lại lượng máu đã mất nha. Có được kỹ năng đó thì những cái trận chiến như vậy nè, mình sẽ không phải chạy trốn quá là nhiều đâu. Để mình quay lại cái chỗ này coi coi bọn chúng còn giấu cái gì không. Ủa, sao chỗ này cháy rồi nổ tanh bành hết vậy? Giống như vừa xảy ra một cái trận chiến gì đó rất là kinh thiên động địa ở đây nè. Nhà cửa nổ tung cháy tan hết luôn rồi. Đây cũng nổ nữa. Wow. Vậy là trước đó ở đây đã xảy ra một trận chiến hay sao rồi? Cũng căng thẳng ấy. Thôi chắc mình cũng té thôi. Nguy hiểm quá. Nhưng mà muộn rồi. Giờ mình đã không còn cái áo Netherite xịn sò nữa. Nó rách mất tiêu rồi. Tiếc thật sự luôn á. Giờ mình có đủ kim cương không? Thiếu một viên. Ở kìa. Thiếu đúng một viên thôi. Xù luôn. Giờ có cái áo sắt sửa chữa nè. Mình mặc tạm đi ha. Còn muốn tăng cái khả năng phòng ngự của nó lên thì mình cũng có thể cường hóa sơ sơ, kiếm thêm vòng bảo vệ. Có bảo vệ không vậy? Rồi, không có bảo vệ luôn. Một đời. Hết cách rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu dùng cái nghề tay trái của mình. Làm một bác sĩ thôi, không làm thợ săn quỷ nữa. Để mình đi kiếm zombie dân làng và chữa bệnh. Chỉ còn cách này là mình mới có thể kiếm được dân làng để bán sách sửa chữa cho mình thôi. Ủa, sao bữa nay zombie khan hiếm vậy? Toàn là nhện với mấy con quái vật khác không à? Zombie nó bị mình xử riết, giờ nó sắp tiệt chủng hay sao rồi? Mình nghĩ vào thành phố sẽ dễ gặp hơn. Đây, chính xác. Zombie thường thì không cần. Mình chỉ quan tâm tới zombie dân làng thôi.
còn mấy con khác thì kệ nó. Tính ra kỹ năng bắn dây xích của mình, ôi đang định khen nó tiện lợi, quê sệ thì cái chứ. Mà không sao, không leo lên trên thì mình dưới này mình xử bọn này cũng ok. Luyện tập khả năng chiến đấu luôn. Rồi chiến đấu một xíu thôi. Giờ tập trung chuyên môn nè, đi tìm zombie dân làng thôi. Đây rồi, mình đã thấy được zombie villager đầu tiên rồi. Ủa sao con này trâu vậy? What? Sao con xương này trâu vậy? Mình sẽ kêu cáo cắn nó. Rồi rồi rồi, giờ thì còn mỗi zombie dân làng thôi. Bỏ vô cái mốt capture liền. Hồi nãy là zombie dân làng đi từ hướng này ra. À, có vẻ là hết rồi. Ok, nhưng mà có một thì cũng được rồi. Tạm thời mình chữa bệnh cho một dân làng zombie trước đi. Rồi nào mình gặp thêm thì mình sẽ chữa thêm sao. Bước đầu tiên sau khi về nhà là mình sẽ đi cách ly dân làng trước. Ủa mà quên, hình như zombie trong đây có khả năng kiểu như đào block mà ta. Ừ ha. Vậy là mình phải xây bằng hắc diệm thạch. Ui trời, gần sáng rồi. Làm lẹ. Rớp rẽn nào. Cho zombie vào. Chọi thuốc. Rồi ăn táo giùm đi. Bước tiếp theo chỉ là chờ đợi thôi. Mà mình thì sắp nhận kiểu như học trò đầu tiên rồi. Nên là bây giờ cần phải chuẩn bị đồ để dạy cho học trò nữa. Mình sẽ lấy nhiều gỗ xíu. Mình mang về mình làm mấy cái bục để sách á. Để còn học được cái nghề thú thư nữa. Sách thì nhà mình còn khá nhiều nè. Rồi cuối cùng là làm cái bục để sách thôi. Rồi ba cái bục luôn. Một xíu tao hồ mà dạy. Giờ hình như trời vẫn còn mưa hay sao á. Mặc dù trời sáng rồi đó nhưng mà nó cứ âm u kiểu gì á. Ráng đợi thêm một lúc nữa đi. Ê, sao lại ta? Dân làng sau khi mình cứu thì bây giờ đã có trang bị vũ khí luôn rồi. Really? What? Cái gì? Ủa sao bên trong chỗ dân làng lại có zombie? Oh no. Làm sao? Cái gì? Ủa? Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Mình được cái thành tựu là bác sĩ thay má rồi. Thế nhưng mà... Oh my god. Cái này thì mình không đỡ được rồi. Mình đã thất bại. Quần quật cả đêm có được đúng một bệnh nhân thôi. Tính mang về chữa bệnh. Rồi sau này dạy làm thú thư. Nào ngờ nó vậy đó. Bữa nay quả thật là một ngày bất ổn của mình rồi. Nhưng mà cũng an ủi được một phần là bữa nay mình có thêm được một cái bé mới trong cái đội hình săn quỷ của mình. Đó chính là Himeno. Nhưng mà mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình sẽ săn thêm dân làng thay ma sớm thôi. Hoặc là đi tìm kiếm làng. Bằng mọi giá mình phải kiếm được cái dòng sửa chữa để ghép vào giáp của mình. Mình không muốn mất thêm bất kỳ một cái món giáp nào nữa đâu. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày săn quỷ bất ổn hôm nay. Hy vọng những ngày săn quỷ tiếp theo của mình sẽ may mắn và không có xảy ra những sự cố như ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.